Lily là cô gái trẻ sống ở một thị trấn ven biển. Cô luôn yêu thích đại dương nhưng luôn cảm thấy như có điều gì đó thiếu sót trong cuộc sống của mình. Một ngày nọ, Lily nhìn thấy một con mòng biển lao xuống biển. Cô được truyền cảm hứng và quyết định thực hiện một hành trình để tìm kiếm niềm đam mê của mình. Lily lên đường trên một chiếc thuyền nhỏ, vượt qua rông bão và thử thách. Cuối cùng, cô đến được một vịnh nhỏ ẩn mình dưới ánh trăng. Lily nhảy xuống nước và cảm thấy như mình đã trở thành một phần của đại dương cô khám phá thế giới dưới nước kỳ diệu và nhận ra rằng niềm đam mê của mình là bảo vệ đại dương lily trở về thị trấn và bắt đầu hoạt động bảo vệ môi trường cô chia sẻ niềm đam mê của mình với mọi người và truyền cảm hứng cho họ cùng chung tay bảo vệ đại dương